dễ thương xinh đẹp của Luna và Ruby. Và ngay từ bây giờ vòng loại này, vòng loại đặc biệt cuối cùng trong đêm nay, 20 người nằm cho mỗi một tờ lá vé nhá. Xin mời khán giả mình ai chưa có vé, và trên tay em chỉ còn có 5 vé cuối tay nữa thôi anh chị. Và đầu tư ngay liền cho mình mỗi người một tờ lá vé để chúng ta nhận qua chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20 nha. Rồi bán 1 còn 4. Và khán giả ơi, những tờ lá vé mà chúng ta không may mắn đoạt giải từ đầu chương trình đến bây giờ thì chúng ta có thể là chúng ta ghi lại mặt sau lưng tờ lá vé, họ và tên, số điện thoại để chúng ta sẽ được nhận qua phần quà của ban tổ chức nha. Thưa quý vị, và hiện tại thì đoàn vừa nhận được một chiếc bánh kem từ một vị khán giả tặng cho sinh nhật chị La Kim Quyền. Nhưng mà hình như là chưa tới chị Quyền hả, ngày mấy lận? Chưa tới, còn lâu mà. Tới tháng 8 lận. Tới tháng 8 rồi hả? Chắc là khán giả sợ chị tới đó không có được đón sinh nhật đó tặng trước. Nhân dịp 24 tuổi. Ăn nói gì rồi? Có khi ta đi nước ngoài không? Từ đến tới đó trời ơi, mới được mời đi Mỹ đúng không chị? Trời gì nữa. Đó. Nghe bây giờ nói đi chị. Đâu cái này của Ruby Luna đó. Đồ nghề các ca sĩ ta mới hát được ra tiếng của mình không? Rồi bây giờ chị hãy cho em biết cái cảm nhận như thế nào khi mình nhận cái bánh kem to như vậy nhưng mà không phải sinh nhật của mình. Ủa em nói gì vậy? Công nhận ngủ có duyên ghê mày. Ta tặng sinh nhật trước, lỡ mà tới đó người ta không đón được sinh nhật. Trời ơi bà này mới duyên. Không, nếu lỡ đi nước ngoài không đón được ở đây ta không tặng được được. Thì nói chung là ít rủi nhiều mai đó. Thì đúng rồi, ít rủi nhiều mai. Cái này mới duyên nè. Đang đám dỗ. Thì nói chung là thôi chúc chị tuổi mới lành ít dữ nhiều. Dạ. Rồi bây giờ kính thưa quý vị, xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu để cùng với chúng tôi đón sinh nhật sớm của chị La Kim Quyền trên sân khấu ngày hôm nay. Và để không chờ đợi lâu, chúng tôi hãy hát vang lên bài Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Thổi kèn đi, thổi kèn. Cái gì vậy má, sinh nhật của ta. Chị nhảy quá, chị rớt cái não ra hả? Rồi bây giờ chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 để... Cái gì? Ướt. À ướt. Trời ơi ướt, nó ra thấy ghê. Cha Quyên cùng ta để thổi. Rồi nó cốc vô đi. Ngày nào đứng quỳ quỳ. Vô đi, vô đi. Ướt đi, để ba ướt. Chúc chị là năm sau cho dây không bị giật nha. Rồi, xin mời, ngay bây giờ. Quyền xin được cảm ơn một vị khán giả làm bất ngờ cho Quyền ha. Thật sự ngày xưa tới giờ, từ lúc mà tới bây giờ, tuổi bây giờ chỉ có 3 cái sinh nhật thôi. Sao vậy? Tại vì là các cho dây ta ghép qua thật tổ chức rồi. Không phải, cái đó là tại vì Quyền không có thích ra, cũng như là... không có cũng như cố tình giấu tuổi em. Mày đứng xa ra cái bánh kem nó mới có người ăn. Tôi chết rồi. Còn không ai dám ăn luôn. Trời ơi trời. Thôi chết rồi. Thổi cái mất tóc luôn. Quý quý vị, ngay bây giờ gặp trời thật nhỏ kìa, Tảo Tần bán một vé chót quý vị ủng hộ liền tay đem nó 20.000 đồng quý vị. Vé cuối cùng. Ai đưa cho Thảo Nhi 500.000 nó mất tí quý vị cho tay bên đây nè. Rồi. Quýnh đầu bây giờ Quyền nhân dịp sinh nhật nhiệm tặng những sớ Quyền đâu. Bà lấy tao làm con mày. Cái thưa quý vị và ngay bây giờ ai có vé vòng loại đặc biệt thứ mắt thành sáng bắt đầu do số quý vị nha. Chúc quý vị thật nhiều may mắn vòng loại đặc biệt này lạnh buốt cả tâm hồn, giờ hồng sáng soi không làm sao ấm coi lòng. Tài Tài ơi, anh nói tình chúng lương càng năm gió mưa đánh cay không làm vội có tình ai. 22 xuống đi ra xuống đi đây. Ôi dòng sông mang mang du buồn nghe đâu không có làm gì vậy. Hát lại tại vì biết sao từ nãy chưa tập lên tiếng Ngọc quá chị quên. Xuống gì ra xuống gì đây, xuống gì ra xuống gì ra xuống gì đây xuống gì đây. Thứ hai ai nhớ bây giờ nhớ ai con số 2 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 đi con số 2 xuống gì đây. Cô mấy chị ra mấy gì đây, cô mấy chị ra mấy gì ra. Giáo Kim mặt đỏ quốc kỳ mà mặt đen, Quốc Bảo mặt vàng vàng tươi mà như nghệ, ra thập tứ đệ mắt sáng mà như sao, hàng tính anh hào mặt xanh mà râu đỏ. Trong năm tương đó là tôi của một trào, đó là các thao đường dương mà lòng tốt. Con số 1, con số 1 thì con số 1 con số 1 xuống kỳ đây mấy kỳ đây mấy kỳ đây. Rồi một ngày kia nơi đâu xa xa anh đi là sẽ rất hay là nhà người ta đưa đón cô đâu em không thầm bao đêm không thầm bao đêm. Bà biết lắm giờ trong lòng rất nhiều buồn. Con 14 là con 14 số gì đây, số gì đây cây số gì đây 4 gì đây cây 4 gì đây 4 gì đây. Rồi con kangaroo nhận ra đứng đi về chốn xa. Rồi con kangaroo 4 năm rồi mà đi tù ớ 44 hỡi anh yêu xin người hay đến bên em ngày đêm em mơ về nhà. Cớ sao anh khi ngày câu nói yêu nhau thế vì sao không tình hỡi anh đã yêu nhau cho dù mưa nắng hay giông tố tình em một lòng vâng thế. Hãy tin em xin lòng tin nói có chuyện nha để cuộc đời mình có gì quyển 50 quyển 50 con 50 con 50 con 50 số gì ra mấy chị ra con 50 có không anh. Trời Phật ơi cái nết ông tin hú hồn. Bây giờ đừng có xé con tờ vé nha anh chị nha, chúng ta cùng nhau kiểm tra lại. Đang nhận được 2 thẻ xe của vị khách nào làm rớt và liên hệ với đoàn để nhận lại nha, 2 thẻ lận cho nên quý vị kiểm tra lại thẻ xe của mình quý vị nha. Rồi ngay bây giờ số mấy chị 50 vừa qua có chưa để khách quan cho mời một khán giả bước lên sân khấu kiểm tra lại giùm em ạ. Đây dòng này là dòng đặc biệt giá trị tặng phẩm lớn, quý vị nào giơ tay em tặng 2 bé. Mời anh bước lên đi giùm em ạ. Anh ở đây rồi không lên đi lên đi anh bé rồi lên đi lên rồi nó cỡ lên đi anh đâu ai ăn uống gì anh đâu lên đi. Trời ơi, đứng lên gái con lứa ì. Thưa quý vị bằng ngay bây giờ tụi em thuộc vụ dòng lợi tiếp theo và đến chỉ có 10.000 đồng thưa quý vị nha. Và sau vòng lợi này chị La Kim Quyền sẽ hát tặng cho tất cả quý vị. Rồi mời anh lên chỗ của chị Quyền đó. Dạ. Rồi anh giới thiệu tên và địa chỉ giùm em ạ. Dạ anh nói tên cho bà con mình được biết. Anh tên Cần nè. Rồi anh Cần rồi. Anh kiểm tra là những cái băng có hợp lệ không nha. Vòng loại đặc biệt 222 có trên bảng đèn quý vị, chỉ có một chủ nhân trúng thôi, rất là may mắn. 50 vừa kêu qua có 1, 44 có 2, 22 có 3, số 2 dạ đủ hợp lệ. Trời ơi rất là hên luôn quý vị, có một bình ổng luôn bán 3 vòng loại rất là may mắn. Còn đợi gì nữa em giới thiệu tên họ về địa chỉ đi. Em tên là Tấn Tài, đang ở Thân Bình. Em vòng này mua mấy vé? Hồi nãy giờ mua chắc cũng gần mười mấy vé. Vòng đặc biệt em mua mấy vé? Có một vé một quý vị hơn ghê. Rồi chúc mừng em một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20 tặng cho em nha. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Kính thưa quý vị, bằng hết bây giờ là vòng loại tiếp theo, mời em tặng 3 vé, đưa lại 30. Đồng chị nó thẳng tính lắm cưng ơi. Quý vị thân mến, dạ, những bạn là vé không đồng giải đó, quý vị vui lòng ghi họ và tên, số điện thoại và xếp lại thật nhỏ chút xíu để tụi em thu lại trên cái thùng Ruby để quý vị và bốc thăm cho quý vị may mắn trúng thưởng nha. Và ngay bây giờ để lúc này được gặp lại tiếp theo, vì đẹp La Kim Quyền và lực lượng sẽ gửi đến tất cả quý vị một bài hát hết sức dễ thương.